Buôn bán gặp quý nhân, khách hàng đến liên tục, tiền bạc đến rất nhanh. Vì bạn chăm chỉ làm điều này, bạn luôn lãnh đạo nguồn tài nguyên vô tận bên trong bạn. Đó là tình yêu một cách rất xuất sắc trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh của bạn. Bạn sử dụng tình yêu để nuôi dưỡng xây dựng những mối quan hệ trong buôn bán kinh doanh của bạn. Những đồng nghiệp của bạn, những nhân viên của bạn, những khách hàng của bạn, những người đang liên tục hỗ trợ cho việc phát triển buôn bán kinh doanh của bạn. Bạn không chỉ nghĩ về lợi ích của riêng mình, bạn muốn mang đến những điều tích cực, hỗ trợ những người xung quanh bạn hoàn thành được tâm nguyện của họ. Cho nên những mối quan hệ xung quanh bạn ngày càng trở nên sâu đậm và bền chặt. Khi bạn là quý nhân của những người xung quanh, quý nhân tự tìm đến bạn do năng lượng thu hút năng lượng. Ngoài ra, bạn còn tinh tấn trao dồi lòng từ bi của mình, mở rộng tình yêu thương đến rất nhiều người xung quanh bạn. May mắn tự tìm đến bạn. Bạn mang may mắn đến cho những người xung quanh. May mắn tự tìm đến bạn. Những cơ hội tự tìm đến bạn để nâng đỡ bạn, để hỗ trợ cho bạn phát triển trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh của mình. Khi bạn luôn thể hiện tình yêu dồi dào trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh của bạn, bạn sẽ ngày càng tự nhận thức, tự nhận ra mình cần phải làm gì để cải thiện, để phát triển trong công việc buôn bán kinh doanh của mình. Tiền bạc liên tục đến với bạn. Khi bạn luôn trao đi tình yêu thương, sử dụng tình yêu làm nền tảng cốt lõi để xây dựng việc buôn bán kinh doanh của bạn, bạn sẽ thấy rằng tiền bạc đến rất nhanh, từ khắp mọi nơi, từ nhiều hướng, bởi vì bạn rất xứng đáng. Bạn đã xây dựng việc buôn bán kinh doanh của mình dựa trên tình yêu thương. Năng lượng thu hút năng lượng, vô số phước lành đang đến với bạn.